Nè các anh em, mau mau để hết hàng lên xe đi. Hôm nay phải dọn sạch cái kho này, lát nữa tôi đã đi chơi hả? Thằng này quen mặt lắm. Anh biết nó hả? Tên nó là Peter, là đại ca ở khu bên kia đó. Thằng hàng chánh cũng quen nhiều lắm, còn móc nối người của tụi mình nữa. Còn con này là gái Hàn Quốc, đối tượng nó gì dần. Ê, con này đẹp hơn đó. Nếu mà Di Dân không được, ta sẽ lựa con này. Đoán đâu? Chụp nha. Cảm ơn. Đậu phộng, quýt khô, khô mực, thịt bò khô, còn chocolate nữa. Anh phải ăn cho hết đó nha Hùng. Đen Cam làm chung với tôi. Hello. À, thằng cưa lù khù, sao bây giờ không thấy anh lù khù vậy? Thiệt hả? Anh lù khù à? Viện trưởng ở đây là người hay thiệt đó nha. Có mấy cô y tá ngoại quốc rất đẹp đó. Y tá ngoại quốc? Nhà thương này đâu có người ngoại quốc làm. Chết rồi. Nó chạy đâu? Hai người đi đâu đó? Chúng ta thủ sẵn nha.